Trạm chăn nuôi và thú y huyện Phong Điền vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh tổ chức ra mắt Tổ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y trên địa bàn xã. Tổ có 26 thành viên có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, lịch kiểm tra, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cố tình vi phạm pháp luật về thú y tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, ký cam kết để nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thú y, phân công thành viên trong tổ giải quyết quản lý, giao nhận vật nuôi, chăm sóc, nuôi dưỡng và vệ sinh. Sau lễ ra mắt, các thành viên của tổ đã tiến hành kiểm tra tình hình thực tế và xử lý vật nuôi thả rong trên địa bàn. Năm 2024, xã Mỹ Khánh được chọn xây dựng mô hình dùng an toàn dịch bệnh dạy động vật xã có 473 hộ nuôi chó, mèo với hơn 1.000 con, trong đó có 465 hộ đăng ký chăn nuôi và cấp sổ, và có trên 84% chó mèo đã được tiêm phòng dạy.